Trời ơi, nước ngập lên láng luôn. Mưa này có món gì nóng nóng húp thì nó ngon hơn nha. Bữa nay mua được 2 con mực, chắc chị chồng mình làm lẩu hải sản ăn cả nhà. Em bé ăn gì nè? Hả? Em bé ăn gì? Em bé ăn con bạch tuộc, em bé ăn con mực. Ăn con mực. À. Hôm nhà mình bữa nay ăn lẩu hải sản đó nha. Năm. Đây bữa nay mình ăn lẩu hải sản cả nhà ơi, mà nhà mình có em bé nên mình không làm lẩu, người làm tô luôn cả nhà. Má ngon. Nay mời cả nhà. Cái gâu con mực. Nay mời cả nhà ăn cùng mình cả nhà ơi. Lẩu hải sản ăn với mì gói thôi. Nắm kim châm. Tôi lâu ăn lẩu chua chua ngọt ngọt ngon quá. Em bé này là lộn xộn nhất nhà luôn. Mời cả nhà con ăn cùng gia Tường nha. Mời cả nhà con ăn cùng gia đình nha. Gia Tường nha. Rồi bữa nay con cái gì? Con tôm mực. Con lẩu tôm mực. Tôm mực. Khổng lồ. Mời cả nhà con ăn cơm mực lẩu nha. Nó ngon quá thì chú ơi. Trời ơi ngon vậy đó. Trời ơi dẫu quá. Anh chưa ăn thời điểm. Anh giờ ăn bình lên đó. Hai đứa con của em ăn có cảm xúc hơn em. Nói, em mới lo nó không, em đâu có lo ăn nữa. Hai đứa nó mà ngồi ăn á, phải lay quay qua quay lại coi hai đứa nó. Ồ, ngon rồi đấy. Ồ, quá ngon. Mẹ ta ăn cái gì? Ăn cầu mực nữa không? Vậy ăn. Con thấy ăn cái nhầm mực này nó dính gì? Ngon rồi. Trên cầu kia còn cái này à, hết giờ mới đâu rồi mày ấy. Cái này là cái chén của ai? Cái chén này của mày. Cái chén này tự công cụ. Các bạn ăn gì vậy? Mày nhấm con. Nhưng mà các ba không ăn công cụ đi. Rồi hai cái này, cái này cũng bằng nhau thôi đấy. Cái công cụ này để cho cô ba ăn. Ừ, đó, đúng rồi đó. Con ăn hai cái nữa thôi. Trời hay với cô ba ăn luôn nè. Quá ngon. Ăn xong chưa?
màu vàng hay là xanh hay là nâu hay là màu đen, tôi lùi lùi nói chuyện không rất vậy. Chuyện chú chưa chưa hỏi gì ăn cái gì á tập tuột cái gì á gì ăn quá ngon mời cả nhà ăn cơm cũng cho dễ tiêu quá. Nó là con rũ ngon đó cả nhà, con rũ là sữa nó ngon sữa biết rồi sữa hoài đó mà tủ ra tôi lâu lâu ăn lẩu hải sản ngon quá cả nhà, ăn với miếng con rũ nó dễ chịu quá. Thôi video mình đến đây cũng xin kết thúc nha. Chúc cả nhà buổi trưa thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha. Khỏe nha. Bye bye cô chú. Bye bye cô chú. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà.